hướng dẫn vừa kém cho chiến thắng tướng như vậy. Thực ra thì cái con này nó đập vào rồi, phần kém này, có thể thấy phần kém dưới đây này. Con thần tước của mình nó đang thay lông, thấy lông lởm chởm phía sau lưng. Con này thì cực kỳ dạng luôn, siêu dạng, nó không sợ mình. Do đặc tính của nó là vậy nha bạn, nuôi càng lâu càng dạng, không cần phải chăm sóc, ngồi đúc khí vậy đó. Mình để mấy con dế ở trong cái xô nhưng mà trời nắng quá nó kiểu chết hết rồi, không còn con nào. Giờ mình phải cho thần tước ăn. Nó có sợ đâu bạn. Đớp một con rồi, thấy không, quá dễ dàng luôn. Giờ mình bỏ vô nè, giờ nếu như mà các bạn bạn đang nuôi phải một con vào thành tướng mà nó phải vào kém khó, không vào kém được, nó chỉ ăn trái cây mà nó không ăn kém, thì thứ nhất là nên đổi kém đi, đổi sang một kém mới nó ngọt hơn là kém hút mật. Kem hút mật hoặc là giữ cái kem cũ á, nhưng mà phải bổ sung thêm cho nó. Một cái bột mới, một cái bột mình để nó hơi ẩm rồi, để qua chờ nó hơi ẩm rồi. Cái này gọi là bột kem nè, đổ chung vô kem. Đổ bột kem vô kém và thử cho nó, đổ vừa đủ nha, đừng đổ nhiều quá tại vì cái này nó ngọt lắm. Đổ xong rồi để vô cho nó thôi. Và để cái kém mà để vị trí xe cái chỗ nó bị phân như vậy. Ở bên dưới cho bạn có cái bột đó nè, cái bột kem nó có vị ngọt mà nó mềm lắm, nó ăn liền, nó thấy ngọt ngọt, nó ngửi cái mùi ngọt các bạn. Cái bột kem nó là nó tên là gì hả thì các bạn, mình có để cái link ở dưới đó, các bạn vào đó là biết rồi, có một cái link ở dưới mô tả và xem là biết tên của cái bột kem đó. Cách này nó sẽ giúp con thần tướng ăn kém nha, nó không có đắt đâu, nó có mười mấy nghìn, hai mấy nghìn, mười mấy nghìn đồ loại tùy chỗ bán, nhưng mà dưới 20 nghìn.
một hũ đầy luôn, mua về được một hũ đầy luôn. Thì mỗi khi mà các bạn lấy kém gà cũng được, trộn với kém gà cho nó ăn, trộn ít thôi, vừa vừa đủ là được. Cứ trộn quanh năm mẹ thì nó cũng không có tốn bao nhiêu, tại vì cái bột nó sẽ làm cho cái kém nó ngọt. Thì cái con mà thằng tướng nó ăn thì nó thích ăn ngọt nên nó ăn rồi. Cách này áp dụng cho những con cứng đầu, con của mình thì về rồi nhưng mà nó vảy kém nhiều lắm, nó phí. Mình đang cho ăn kém chê mà nó rảy nhiều quá phí. Với mấy con thằng lằn buổi tối nó cũng ra nó đớp nữa mày, cho nên là nó nhanh hết kém nên là thôi chuyện con kém gà thôi. Còn con thanh tước của mình thì nó hót nhiều, hót ok rồi. Quay xem cái cục này nó bị gãy luôn cái vít đại phần tư, nó chốt rồi luôn mày, gãy cái cây này rồi. Giờ không biết sao ta, cây này mình hay dùng để quay giận á nhưng bây giờ nó gãy rồi. Cái này dùng bằng ok nha, nó không không có dở đâu. Mà quay lại nét đỉnh không? Để cỡ 20 cm là lại nét ok. Thành tự ăn dế nha.